Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụ Music. Hôm nay mời anh em đi bàn giao đàn đến với khách hàng tại Hóc Môn cùng với team nhé. Chiếc xe Lalamu chở cái đàn Kodman KS1 Bluetooth chậm chậm trên đường, len lỏi qua những ngõ nhỏ uốn lượn đi đến nhà khách. Team đã đến nơi rồi các bạn, cũng mở thùng xe và rinh đàn vào thôi nào. Piano đã được team đưa vào phòng của em trai. Bây giờ sẽ lấy các bộ phận của đàn ra ngoài, tháo lớp ni lông bảo vệ rồi tiến hành lắp ráp. Quá trình này sẽ gồm 3 bước cơ bản. Các bạn hãy theo dõi để làm theo khi mua đàn ở xa nhé. Đầu tiên, chân đàn được canh chuẩn theo pedal, lắp cố định với hai con ốc bằng tu vít. Các bạn hãy thao tác như trên với chân còn lại nhé. Thân đàn được nằm xuống để gắn tấm chắn sâu vào chân đàn với pedal vừa mới lắp. Cuối cùng là lắp đầu đàn vào và cố định vị trí với ốc và tu vít ở dưới đầu đàn. Piano sau khi hoàn thành thì sẽ được nhân viên đưa đàn đến vị trí theo sở thích của em để có thể học tập và chơi thoải mái đầy tiện lợi. Các bạn hãy cùng em trai bóc siêu cây piano này nhé. Từ siêu nắp đàn rồi đến siêu phím, Kodman hiểu rằng mỗi cái đàn piano đều là một tác phẩm nghệ thuật đầy giá trị của người chơi. Vì vậy, lớp siêu niêm phong trên đàn chính là dấu ấn khẳng định sự hoàn hảo của sản phẩm, đảm bảo rằng bạn đang sở hữu một cái đàn piano điện chất lượng cao, nguyên bản mới nhất. Hãy cùng mình lắng nghe đôi lời chia sẻ của ba em nhé. Ban đầu anh khá e dè về giá cả vì nghĩ rằng đa số những model trang bị MIDI Bluetooth có mức giá đều trên 20 triệu. Nhưng sau khi tham khảo ý kiến của cô giáo dạy nhạc cho con, anh đã quyết định đầu tư cây piano này. Đàn trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony, 20 âm sắc, mang sự vượt trội về âm thanh giai điệu. Đàn được trang bị hai cổng phone vô cùng tiện lợi, sẽ truyền âm thanh đến tai nghe và cả phát ra loa đàn, kết nối không dây với các app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng Bluetooth MIDI ngay trên đàn, cổng USB kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng hỗ trợ truyền dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Đàn còn nhiều chức năng hiện đại khác như metronome đếm nhịp, Trinova trộn tiếng, jazz bow tăng giảm tông và đặc biệt các nút chức năng đều được tổng hợp trong một nút function. Đàn trang bị đầy đủ 3 pedal, sustain pedal, sostenuto, soft, điều chỉnh âm thanh theo ý muốn của người chơi để thể hiện trọn vẹn cảm xúc của bản nhạc. Chất lượng âm thanh lẫn âm sắc cực chuẩn, trong và luôn ổn định với hai loa công suất 25W dưới thân đàn. Chính sách dành cho khách hàng khi mua KS1 Bluetooth tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1-1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Vậy là buổi bàn giao Kodman KS1 Bluetooth đã thành công rồi anh em ơi. Cảm ơn bạn đã chọn nhạc cụ tại Minh Phụng Music. Mình rất vui khi nhận được những đánh giá tích cực về sản phẩm và dịch vụ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại comment dưới video hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 và nhanh chóng truy cập fanpage, website của nhạc cụ Minh Phụng để đón chờ những chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng các quà tặng đặc biệt nhé. Minh Phụng Music hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.